dự thảo quy định về nội dung mức chi thực hiện lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh đối với hội động lựa chọn sách giáo khoa do ủy ban nhân dân tỉnh thành lập được ngân sách tỉnh đảm bảo đối với hoạt động đề xuất lựa chọn sách giáo khoa tại các cơ sở giáo dục phổ thông được chi từ nguồn kinh phí thường xuyên đối với quy định mức chi thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 đến 2030 sở giáo dục đào tạo đề xuất chi công tác phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ngành về vai trò, ý nghĩa của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, chi công tác phí, chi thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thực hiện đề án tại địa phương. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị hai sở tài chính và giáo dục tiếp thu các ý kiến của các đơn vị có liên quan. Cùng với đó, tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời xác định danh mục chi tiết về mức giá cho nhu cầu dạy học và gắn với từng vùng, từng địa phương và đối tượng.